nhớ mãi chuyện một đêm thâu trong vườn dâu. Chúa quỳ nguyện cầu đôi mắt âu sầu. Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mộ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy, dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-sêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Trong bất cứ xã hội nào, ngày xưa cũng như ngày nay, người ta thường nhân danh độc lập, tự do hay quyền lợi dân tộc để biện minh cho chiến tranh và việc giết hại người vô tội. Chẳng hạn hy sinh một mạng người có là gì, miễn là có lợi cho quốc gia dân tộc. Bài tin mừng hôm nay cho thấy các lãnh đạo Do Thái, cụ thể là Caipha, cũng nhân danh quyền lợi dân tộc để giết hại một người vô tội. Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Các thượng tế và biệt phái sợ Đức Giêsu làm nhiều phép lạ thì dân chúng tin theo Ngài và chính quyền Roma sẽ đến tiêu diệt dân tộc.
Chúa Giêsu thực sự đã chết thay cho chính dân Do Thái. Thánh sử Gioan còn muốn làm nổi bật cái chết thay của Chúa Giêsu, đó là để quy tụ con cái Thiên Chúa. Đấy là sứ mạng cao cả nhất mà Chúa Giêsu phải hoàn thành. Theo thánh ý Cha, để cứu độ nhân loại. Người Do Thái lúc bấy giờ đang mong đợi một đấng cứu thế giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của ngoại bang. Trong khi đó, Đức Giêsu lại đứng ở vị thế hoàn toàn tôn giáo. Ngài đến để giải phóng con người khỏi ách thống trị của tội lỗi. Là môn đệ của Chúa Giêsu, ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục thực thi sứ mạng quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối, bằng cách thực thi sứ vụ ngôn sứ của chúng ta. Đấy là sứ vụ thiêng liêng mà chúng ta lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Đồng thời, cái chết của Chúa Giêsu không những mời gọi chúng ta phải biết chấp nhận cái chết thể lý, nhưng còn phải chết đi cho những thói hư tật xấu và cái tôi. Có như vậy, đức tin chúng ta sẽ sống lại và lớn lên mỗi ngày. Lạy Chúa, Ngài đã chấp nhận cái chết vì ơn cứu độ cho loài người sa ngã. Xin ban ơn giúp sức để nhờ ơn Chúa, chúng con sẽ lướt thắng tội lỗi và được hưởng hạnh phúc với Ngài trong ngày sau hết trên quê trời. Amen. Còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi một chiều thương yêu, ôi một chiều tình yêu cao siêu. Chết mắt nhắm tay gian, con tim bàng hoàng mang thân mẹ bàng, yêu thương chẳng màng, nhục thân để chọn câu trí nhân. Ngài, Ngài đã chết cho con, tuy con bội tình, con chẳng còn xứng đáng là người.